Sáng ngày 25 tháng 3, Đoàn Thanh niên Trường Trung học Phổ thông Định Hóa đã tổ chức meeting kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, tới sự có lãnh đạo huyện đoàn Định Hóa. Tại lễ meeting, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và học sinh trong nhà trường đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, quá trình phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 93 năm qua. Tiếp bước truyền thống của đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Trung học Phổ thông Định Hóa được thành lập từ năm 1960. Qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào cũng như chuyên môn của nhà trường. Sự cố gắng phấn đấu rèn luyện của các đoàn viên thanh niên đã giúp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của Trường Trung học Phổ thông Định Hóa vững mạnh và đạt được nhiều thành tích, như bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bằng khen của tỉnh đoàn Thái Nguyên, cờ thi đua của tỉnh đoàn Thái Nguyên. Tại buổi lễ, huyện đoàn Định Hóa, đại diện chi bộ, ban giám hiệu nhà trường đã có những bó hoa tươi thắm chúc mừng đoàn trường nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, năm học sinh Trường Trung học Phổ thông Định Hóa đã được Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương năm học 2022-2023. 18 học sinh được tỉnh đoàn Thái Nguyên công nhận và tặng giấy chứng nhận danh hiệu học sinh ba tốt cấp tỉnh. Nhân dịp này, nhà trường cũng đã trao thưởng cho nhiều cá nhân và tập thể học sinh có thành tích cao trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.